tất cả những người cô, những người đồng nghiệp của chú rể Nguyễn Chi, một người thầy giáo đang công tác tại trường tiểu học Linh Trung, sẽ có lời xin cầu chúc mừng ngày vui cho chú rể đón nhận một người thân yêu trong gia đình, đúng không ạ? Xin mời cô Hoa, đúng không ạ? Rất nhiều những người cô. Và xin mời tất cả những người thầy, tất cả những người cô, những người đồng nghiệp với chú rể.